Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn, tới các cô chú anh chị. Và chúc cho mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây thì Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của hai mẹ con của em Nguyễn Thị Hải Yến và cháu Minh Châu. Em Nguyễn Thị Hải Yến và cháu Minh Châu không may một lần tham gia giao thông thì đã gặp tai nạn rủi ro và cũng đã được đưa tới bệnh viện kịp thời. Song vì vết thương quá nặng, hai mẹ con đã không qua khỏi và chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã về nơi an nghỉ. Sau đây lễ tang diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được kính mời toàn thể các quý vị và các bạn, các cô chú anh chị chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, đây là lễ tang đau lòng của hai mẹ con em Hải Yến và cháu Minh Châu. Em Hải Yến sinh năm 1999 và cháu Nguyễn Minh Châu sinh năm 2017. Không may, hai mẹ con em tham gia giao thông và đã gặp tai nạn. Mặc dù gia đình cũng kịp thời đưa tới bệnh viện và cũng đã được các y bác sĩ giỏi tận tình cứu chữa, song vì vết thương quá nặng, hai mẹ con em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, đã về với tổ tiên. Đây là nỗi niềm xót xa thương nhớ của toàn thể gia đình cũng như toàn thể anh chị em, và nỗi xót xa nhất là người chồng khi nhận biết tin thì vội vàng đến ngay hiện trường, và tất cả đã đều mong sao cho hai mẹ con của em được bình an vô sự. Nhưng số mệnh của hai mẹ con giờ đây đã phải về nơi an nghỉ một cách đau lòng. Khi biết tin, tất cả mọi người ai cũng bàng hoàng và không thể tin nổi là hai mẹ con của em qua đời quá nhanh như vậy. Kể từ đây thì căn nhà kia trống vắng như một người vợ, một người con mà hàng ngày vẫn hạnh phúc bên nhau và cùng chia ngọt sẻ bùi. Lần này là lần ra đi cuối cùng của cuộc đời của hai mẹ con, không bao giờ trở lại với gia đình được nữa. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, sinh ra trên trần thế này, ai cũng mong muốn rằng khi mình sinh ra và lớn lên, và cũng mong muốn rằng mình có được một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nhưng mong muốn đó giờ đây đã không thành hiện thực. Mãi mãi hai mẹ con không bao giờ trở lại. Kính thưa các quý vị, vậy tại sao mỗi con người chúng ta lại không yêu thương nhau, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau, không sân si, không ganh ghét, không hận thù, để cuộc đời chúng ta thêm bạn bớt thù và yêu thương nhau nhiều hơn, để rồi lúc nhắm mắt xuôi tay, toàn thể mọi người nếu ai nhắm mắt xuôi tay thì cũng bỏ lại tất cả, cũng tiền bạc danh lợi cũng không mang đi được. Vậy cũng mong cho tất cả mọi người hãy cố gắng bỏ đi tất cả hận thù ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau, để chúng ta vun đắp cho tình cảm vợ chồng và tình cảm bố mẹ anh chị em bạn bè ngày càng tươi đẹp.
để rồi một mai chúng ta về già và chúng ta khuất núi để về một nơi thế giới khác. Chúng ta không còn ân hận, không còn tiếc nuối về những việc khi trên trần gian chúng ta đã làm. Kính thưa các quý vị, ai còn cha mẹ, còn anh chị em, còn vợ con, xin tất cả mọi người hãy hoan hỷ và chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều, để rồi cuộc sống của chúng ta muôn màu, muôn vẻ đẹp, hạnh phúc tràn đầy. Và tới khi không may mặt trời đoạt mệnh của chúng ta để bắt chúng ta phải về hầu tiên tổ, thì lúc đó chúng ta cũng không còn phải hối hận những việc mà chúng ta đã làm trên trần gian. Giờ đây hai mẹ con của em Hải Yến và cháu Minh Châu không may thì giờ đây đã chút hơi thở cuối cùng về hầu tiên tổ. Đó cũng là một mất mát to lớn đối với gia đình, chồng và cùng toàn thể mọi người trên trần gian. Giờ này đây là giờ an táng để tiễn hai mẹ con của em về nơi an nghỉ cuối cùng đầy nước mắt. Thì giờ đây chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng với gia đình và cầu mong cho hai mẹ con em được ra đi thanh thản, về coi viên hằng ăn giấc nghỉ ngàn thu. Và cũng mong gia đình hãy cố gắng biến đau thương thành hành động, hãy ổn định lại tinh thần và cuộc sống để tiếp tục làm ăn phát triển kinh tế mai sau, để rồi cho hai mẹ con của em Hải Yến được an nghỉ thảnh thơi cõi vĩnh hằng. Khanh Béo TV cũng xin được cảm ơn toàn thể các quý vị, các bạn, các cô chú anh chị trong suốt thời gian dài vừa qua đã xem và ủng hộ và đăng ký giúp Khanh Béo TV. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi kênh. Chúc cho toàn thể mọi người có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Sau đây, mời các quý vị và toàn thể mọi người chúng ta hãy xem lễ an táng của hai mẹ con em Hải Yến và cháu Minh Châu. Xin được trân trọng kính mời.